mà bắt đầu tham gia khi mà ra đấu trường ở quốc tế thì Vi cũng như là các bạn thí sinh khác cũng rất là bỡ ngỡ, cũng rất là rụt rè, nhưng mà khi mà mình tham gia rồi thì mình đã hòa nhập được với lại các nước khác. Tại vì khi mà mình sống chung với các bạn thì mình phải làm sao mà mình được như người ta, làm sao mà mình giỏi như người ta. Và Vi đã cố gắng hết sức mình để mà mình có thể được như người ta, như là mình sẽ tiếp thu cái ngôn ngữ và mình tiếp thu những cái hoạt động của người ta. Và Vi nghĩ rằng là các bạn hãy nên tự tin. Bản thân Vi thì Vi cũng chỉ muốn nhắn nhủ rằng là khi mà tham gia Miss World ở thế giới thì các bạn chỉ cần tự tin và năng động, một show mình ra để cho mọi người biết là mình đây là rất là tự tin và mình đây rất là đại diện cho Việt Nam, nên là mình cần phải tỏa sáng.